lần này là mình có trong danh sách banner mà mình không có, mình rất là bức xúc luôn. Thì sau đó là mình có để cái bio này thì có mấy bạn vô ký quá trời luôn. Quay đặc biệt có thêm một cái nữa, khi mà mình kêu xuống cùng á là sẽ có Uni Play, nhưng mà hiện tại là mọi người thấy dấu sẹt ngang quay không? Tự nhiên ai chơi kỳ mà tự nhiên chơi hai đứa mình buồn ha. Mấy bạn không bao giờ hỏi sao Uni không để mặt ngu nữa, nên là Uni để cái mặt này nè. Thế là mọi người lại là mình đấy. Uni đã thấy chưa? Ok, và clip của ngày hôm nay thì như trên màn hình là mấy bạn sẽ thấy, hiện tại trên đầu của mình này đang có một cái dòng chữ màu đỏ. Và nói chính xác nhất, đây là một cái dòng chữ bạch nơ. Wow, thì sau bao nhiêu năm mà mình cố gắng là mình để lấy lại cái bạch nơ rồi nha. Với lại là có một sự thật là cái cuộc hành trình của mình để giành lại cái bạch nơ nó rất là gian nan và gặp rất là nhiều sự cố luôn mọi người. Thì theo thông tin mà mình biết á, thì ngày hôm qua là chúng ta sẽ có đâu đó là 44 bạn đến từ Việt Nam để nhận được là cái chiếc bạch nơ này. Nhưng mà trong số 44 bạn đó, mình là người cuối cùng nhận được cái bạch nơ. Mình là người cuối cùng luôn nha. Tôi không hiểu lý do tại sao luôn. Mọi người có hiểu cái cảm giác mà mình nhìn những người khác có bạch nơ mà mình không có không? Mà trong khi đó là mình cũng có trong danh sách nha. Xong rồi, không nghĩ tôi lại béo một cái gì đó nữa trời. Nhưng mà không nha mọi người, thì sau khoảng một tiếng mà tôi tìm hiểu là tôi đã nhận ra một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Thì cái vấn đề này để mình quay trẻ kèo mini game mãi rồi mình sẽ kể cho mấy bạn nghe nha. Kết cầu quay đây là clip của ngày hôm qua, thì vẫn giống như thường lệ tên của mấy bạn đã bình luận nè, thì nó sẽ nằm trong cái vòng quay này nha. Bây giờ mình sẽ quay, hôm nay là sẽ có một bạn rồi xong trúng luôn rồi bạn này hả mọi người. Bước một hoàn thành, bước hai là tên, bước ba là éo tung trái tim bên phải ạ. Chúc anh Jun màu thơm trong lớn đó, thấy chưa, tôi biết mẹ nay nó chúc tôi là màu thơm trong lớn luôn thôi chịu rồi. Ok, thì sau khi mà mình tặng giải cho bạn này xong thì mình có một cái tin vui dành tới cho mọi người. Nhưng mà chờ đợi là hạnh phúc, mọi người cứ từ từ đi. Hồi nãy là bạn ấy là chọn trái tim ở bên phải đúng không? Rồi, chúc mừng em nhận giải nha. Anh sẽ gửi cho em là cái áo sáu thỏi vàng này. Rồi. Thì em ơi, lát nữa mà có online game thì nhớ là vô nhận quà của anh nhé. Thì hồi nãy là mình có nói cho mọi người là một cái tin vui đúng không? Thì trong lúc mà mình nhận được cái bạch nơ thì con của mình đã cán mốc được là 400k sub rồi mọi người. Oh no, một con số mà tôi đã từng mơ ước mà bây giờ nó đã thành hiện thật trước mắt tôi rồi. Thì mình nghĩ là hy vọng là sắp tới là mình sẽ có một cái thành quả nhanh chóng nhất. Ví dụ như là nửa cái đúc vàng này là 500k sub đó mọi người. Nên là mọi người đừng quên là ủng hộ cho mình nhé. Thì thường thường là chúng ta sẽ tới một cái mốc nào đó là chúng ta sẽ có một cái phần thưởng đặc biệt đúng không? Thì đúng vậy, hôm nay mình sẽ tặng cho mọi người là cái gì đây, từ để mình vô cửa hàng mình lựa. Những bạn nào là nữ nha, mình sẽ tặng cho mọi người là cái gói hoàng thỏ tỏ nắng Sunny này đó, một gói. Thì bây giờ là 129.000 với lại 149.000 nó cũng cho nhau là có 20.000 nào mọi người. Vì thế là mình sẽ tặng luôn cho mọi người là cái dãy ở trên nha. Mấy bạn thích lấy cái gì lấy, nhưng mà phải dưới là 149.000 nha. Bảo cho mấy bạn theo hồ mà lựa chọn luôn. Rồi tiếp đến là những ông con trai đi. Sự lựa chọn đầu tiên đó chính là một cái gói tên tím. Rồi tên tím ra mấy bạn cũng có thể là chọn cái gói 30 ngày đeo ví này. Được cái đầu hút cái cổ nè mọi người, cũng ok lắm á. Thì nói chung là mấy bạn cứ vô cửa hàng tìm ra cái gói này dưới 149.000 là mấy bạn có thể là chọn hết nha. Và những ai mà muốn tham gia mini game của mình thì đừng quên là để lại cho con của mình một like, một lượt đăng ký nhé, nhớ cái chuông. Bước thứ hai là bình luận tên. Bước thứ ba là những bạn nào mà chọn gói trong cửa hàng bắt buộc là phải vô cài đặt nha. Quay sao tiếp ID lại bình luận vô luôn. Thì hai ngày sau là chúng ta sẽ có kết quả giải kèo mini game nha mọi người. Còn bây giờ là chúng ta sẽ tới với clip chính của ngày hôm nay. Mình sẽ giải thích lý do tại sao mình là người nhận bạch nơ cuối cùng. Đi thôi. Bây giờ mình sẽ nói cái sự cố đầu tiên trước, lý do tại sao mình lại biết mình là người nhận bạch nơ cuối cùng. Thì đây là đoạn clip mà ngày hôm qua là mình có quay lại. Lúc đó nha, mình có vô danh sách bạn bè và mình kêu xuống. Hầu hết trong team của mình ai cũng đều nhận bạch nơ, cho dù là những bạn khác cũng vậy nha. Nhưng mà mọi người thấy không, như trên màn hình là mình không có luôn kìa. Mấy người kia nhận hết bạch nơ là mình cũng phải nhận theo, nhưng mà đằng này là mình không có mọi người, không có chữ B luôn, cũng không có cái bạch nơ luôn. Thì mình nhớ không làm thời gian đó nó sẽ rơi vào tầm cỡ 4 giờ chiều ngày hôm qua. Thì mình có để là cái bio của mình như thế này nè mọi người, hôm qua là ai xem bio của mình là sẽ biết ha. Rồi cái bạch nơ của tôi đâu? Lúc đó là mình kiểu như rất là bức xúc á mọi người. Kiểu như thầy mình không có trong danh sách đi ha. Thì không nói làm gì, đằng này là mình có trong danh sách bạch nơ mà mình không có, mình rất là bức xúc luôn. Thì sau đó là mình có để cái bio này thì có mấy bạn vô ký quá trời luôn. Sao anh có tên trong bản tin tức mà không có bạch nơ, thấy không? Cái này là điều chính xác nha mọi người, hôm qua là tôi không có đàng hoàng á. Có một bạn ghi là bạch nơ của anh tôi đâu. Anh Jun ơi, sao trong team ai cũng có bạch nơ mà anh không có vậy? Đó, ngày hôm qua là mấy bạn sao bạn tường tôi quá trời luôn nè. Tại sao anh không có bạch nơ? Ai mà biết được. Có thêm một bạn này nữa này, trong danh sách mà không có bạch nơ. Về sẵn tiền đây là mình sẽ cho mấy bạn xem lại thêm một lần nữa là danh sách tất cả bạch nơ nha. Thì ở đây là chúng ta sẽ tới với Việt Nam đi ha. Là chúng ta sẽ có là chị Sơn Nhi nè, Lia nè, anh Nene nè, Thanh Hồ Sao nè, Tấm Một nè, Mai Điên nè, BD nè, Mêu Cơ Trưởng nè, Thịnh Yuke nè, mình là Zumbi Play. Ở dưới là Ngọc Thanh nè, nói chung là có rất rất là nhiều luôn. Quà đặc biệt có thêm một cái nữa, khi mà mình kêu xuống cùng là sẽ có Uni Play. Nhưng mà hiện tại là mọi người thấy dấu sẹt ngang quay không? Uni với lại là cái bạn Nhật thứ nhất nha. Hai người này bị, không phải là gạch như vậy là bị mất bạch nơ đâu. Ngày hôm qua mình cũng bị y chang như thế luôn mọi người. Nhưng mà cái lý do ở đây là có người phe kia hai đứa tụi tôi. Có nghĩa là sao?
Hồi trước đây là mọi người có nhớ là mình chỉ cho mọi người đăng ký làm partner không? Ừ, thì trong đó là mấy bạn bắt buộc là phải làm kênh TikTok hoặc là YouTube. Thì sau khi mà mấy bạn mà muốn chọn cái kênh YouTube của mình á để đăng ký làm partner, bắt buộc là mấy bạn phải sao chép cái đường link lại, cái đường link kênh của mọi người á, để dán vô đó để đăng ký làm partner bên YouTube. Đã là mỗi tuần là bắt buộc là mấy bạn phải đăng một cái clip á, mấy bạn mới giữ được cái partner. Trong lúc mà mình với này đang làm clip á, thì có những cái bạn khác lấy cái đường link kênh của hai tụi tôi để bỏ vô để đăng ký làm partner riêng cho bản thân mình. Thì để giải thích cho mọi người dễ hiểu hơn, bây giờ mình sẽ lấy ví dụ nha. Đây là mình với này đây, mình là thằng 200 ngày còn này là 300 ngày. Là hai tụi tôi làm hai cái mạng khác nhau, như là mình làm YouTube đúng không? Này làm TikTok. Đây nói chung là cũng có người theo dõi đó, nói chung là cũng có một lượng fan hùng hậu đằng sau á. Thì bỗng một nhiên một ngày nào đó, cái thằng anti fan là cái thằng trăm ngày này đã, thằng Yumi trăm ngày, nó muốn là không làm mà có ăn, là nó muốn là partner mà không cần làm clip á mọi người. Vì thế nó để que hai cái kênh của tụi tôi, nó lấy hai cái đường link kênh đã, nó về nó đăng ký làm partner cho riêng bản thân nó. Rồi sau đó ví dụ như là mình là nhà phát hành đi, đã tôi ngồi tôi diệt bài, ừ, sau khi mà tôi xem về tôi tưởng đâu là cái thằng fake này là cái thằng y tín, tôi mới diệt cho nó làm partner. Rồi thằng Yumi với lại là Uni bị on, không có banner. Rồi sau một cái thằng Faki nó có, nó cười quá trời luôn. Thêm một cái là trong team của mình viên biết những người mà làm ở trong trụ sở Play Together á, nên là mình hỗ trợ một cái là họ giải viết liền cho mình luôn. Thì lúc đó là mình giải viết xong là mình có chữ banner luôn. Nhưng mà lý do tại sao Uni là không có, tại Uni gửi chậm hơn mình tí xíu á, nên có thể là ngày thứ hai hoặc là ngày thứ ba chắc chắn là Uni sẽ có lại cái banner nha. Thì sáng trên đây là mình sẽ vô danh sách bạn bè của mình xem thử là mình có kết bạn với bao nhiêu người là banner nha. Đầu tiên là chị Angel là một nè, Hit đi săn là cái bạn này là đi câu cá nha mọi người là hai, Toàn Yolo là ba nè, Ngọc Thanh 2KB là 4, Uni chắc là chuẩn bị có thôi là 5 luôn nha, BD là 6, Tốn Tìm BT là 7, ê cái này thôi bỏ đi 6 đi, Dương Baby là 7, Con là 8 nè, Con là chuyên đi bắt bọ câu cá luôn mọi người, chị GG là 8, Ly E là 9 nè, Manto Game là 10, từ từ nha còn ai không, 10 rồi đúng không, Nhí Baby 11 rồi giải, Thanh Hồ Sẹo 12, Mêu Cơ Trưởng 13, Sun là 14 nha mọi người, Sun trong bộ team luôn á, Anh Gia Xanh Ấm Yếu là 15, 15 bạch nơ rồi á, ai da nhiều ta, hình như mình nghĩ là hết rồi á, sao mọi người, ừ đúng rồi, 15 người làm bạch nơ có kết bạn với mình, ồ một con số cũng khá là cao ha. Thì nói chung là cũng cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình nè, nếu mà không có mọi người là mình cũng không có bạch nơ đâu, vì thế là cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Còn bây giờ là mình sẽ chạy qua Uni, mình hỏi thử là Uni có cảm giác như thế nào mà kiểu như là nhận bị trễ á mọi người, với lại là bị gạch tên á. Ôi ôi chắc là bệ sĩ cảm xúc hôm nay. Ok bây giờ mình sẽ qua phỏng vấn thử nha. Đi thôi. Đấy á mọi người, bây giờ mình sẽ chạy qua mình phỏng vấn con này luôn. Ủa sao cái mặt buồn dữ hả? Con này mới bị con ong chết. Con ong chết hả, chứ không phải là mà không có bệnh nơ buồn hả? À có bệnh nơ là không có ghẹo nha. Không, ý là anh nói vậy thôi chứ nãy giờ anh giải thích cho mấy bạn hiểu rồi con này. Nhưng mà con này buồn quá. Rồi tự nhiên ai chơi kỳ mà tự nhiên chơi hai đứa mình buồn ha. Ừ, mấy bạn không bao giờ hỏi sao này không để mặt ngu nữa, nên là này để cái mặt này nè. Ừ đúng rồi. Nè trong danh sách là có mình với Uni đàng hoàng nha mọi người, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà anh hiểu được cái cảm giác mà kiểu như mình có trong danh sách mà mình không có nhận được partner, cảm giác nó như thế nào, anh hiểu cái cảm giác đó này, buồn đúng buồn luôn á. Nhưng mà tới cuối cùng anh vẫn có, anh này đâu có đâu. Chắc là cái cuối cùng mà kiểu như là anh gửi clip sớm cho người ta, anh này anh gửi hỗ trợ sớm ha. Này biết mà, ý là anh buồn nhưng mà anh vẫn có lại đồ của Uni thì sao? Không, anh có nhưng mà Uni không có anh cũng buồn mà. Nó bốn, anh được 400k sub nữa. Ừ, với lại là ngày hôm qua là mọi người biết gì không? Trong lúc mà mình nhận partner là mình vừa tròn được là 400k sub luôn. Nhưng mà trong thật là tiếc là cái là Uni cũng không có, nên là cũng không có vui gì mấy á mọi người. Cái chữ đỏ trên đầu của anh nó cao quá vậy. Hả, chữ đỏ trên đầu của anh nó cao hả? Uni lấy không tới. Ê nhưng mà Uni có muốn gửi gắm gì cho hai bạn mà kiểu như là fake kia của mình không? Gửi gắm tới hai bạn mà giả dạng tụi mình để đi lấy cái partner á hả? Ừ đúng rồi. Nói chung là những cái này là giống như bây giờ mấy bạn lấy của mình thì mấy bạn cũng đâu có để lâu dài được đâu, nên là hãy xài thì những cái thứ mà bạn có thể tạo ra, hiểu không? Đừng có lấy của người khác nữa. Đúng rồi, cho dù là mấy bạn lấy cái bạch nơ của hai đứa mình đi, cho dù đó là sự thật đi, mấy bạn cũng không có sử dụng được lâu đâu. Chỉ cần là mấy bạn lấy đúng không, mà mình không làm clip thì tự động cái bạch nơ của mấy bạn cũng sẽ mất à. Nên là đừng có như vậy, mấy bạn hãy cố gắng đi, rồi mấy bạn cũng sẽ bằng hai đứa mình mày thôi, đúng không Uni? Không, mấy bạn đang ăn cắp của Uni là bạn không bằng Uni rồi. Đúng rồi, ăn cắp của Uni là không bằng Uni hả? Đúng vậy, mấy bạn gà. Ừ, nhưng mà nhìn Uni thương quá à, kiểu như không có trong danh sách mà cuối cùng là không có.
Này bị gạch tên luôn mà. Này bị gạch tên luôn, nhưng mà gạch tên đó là đang chờ xử lý ông này. Cái đó là mấy bạn tưởng là lâu này gạch tên là này không có partner, nhưng mà không phải đâu, cái đó là gạch tên pha kia. Chứ tụi tôi lại đi gửi hỗ trợ rồi nên là không sao đâu. Nó này nhảy ông này cũng buồn nữa. Ông này nhảy mà ông này còn khóc nữa hả? Nhưng mà này vừa khóc vừa nhảy nè. Nhưng mà lỡ như mà sau này cỡ tuần sau thứ hai thứ ba mà ông này nhận được partner á, anh sẽ có những cái lưu ý để tránh cho ông này sau này khỏi bị mất partner này. Tại vì anh có kinh nghiệm làm partner đúng không? Với lại là cái cảm giác của mình sau khi mình nhận cái partner này có vui hay không thì chắc chắn là sẽ có. Nhưng mà cái bất ngờ là không nha mọi người, tại đây là lần thứ hai anh nhận rồi ông này. Nhưng mà trên cái chợ partner bình thường anh bỏ cái tên hồng cho thử đi, em cho anh bỏ cho 5 giây á. Bỏ thử nha. Đó. Đó, cái này là Yubi Play hồi xưa. Đúng rồi, không có khác gì hết nha mọi người. Đây là hồi xưa nè. Ôi đâu không được đâu, nhưng mà anh đeo tinh hồng vô chứ. Sao mà bảo này được. Giữa partner với lại Yubi phải có Uni. Đúng rồi, nè, sau khi mà lỡ như sau này Uni nhận được partner, những điều mà cần lưu ý á. Thứ nhất, Uni không được là đổi cái tên kênh. Tên kênh mà Uni đăng ký hả? Đúng rồi, không được là đổi tên trong game luôn, trừ khi mà Uni xin phép được bên đó, hiểu không? Rồi cái thứ hai á là Uni không chỉ cho mấy bạn là kiểu như là auto câu ké hay là hack game gì Uni này, không được chỉ mấy cái đó. Cái thứ ba là Uni không chỉ cho mấy bạn là vô trong những cái góc lát Uni này, như là Uni chỉ cho mấy bạn đi xuyên qua cái này đây là bên nhà phát hành cũng thu hồi luôn nha. Góc lát cũng không được luôn hả? Đúng rồi, tại mình là có người, tại một khi mà mình đã nhận được một cái partner là mình phải có trách nhiệm với nó Uni này, mình là người có sức ảnh hưởng nên là vì thế là mình không có chỉ cho mấy bạn những cái điều đó được, hiểu không? Này tưởng là được chua góc lát chứ. Ê bớt giỡn nha, đã nhà phát hành là ký vô cái đầu của em luôn Uni này. Không ta, em xin lỗi nhà phát hành nha, em biết. Ê nhưng mà ngày hôm qua kiểu như anh cũng rất là bức xúc luôn á. Kiểu như anh là người cuối cùng nhận được cái partner này, anh kiểu như là hay là cái trục trặc gì đó, hay là do mình béo, hay là do mình thua không cái thối, hay là do cái điều gì đó khiến nó vậy ta, hay là đặc biệt quá ông này. Ôn này nghĩ ông này mới đặc biệt á, anh là có cuối cùng trong tuần xong này là qua tuần luôn mới có. Ôn này qua tuần luôn hả? Đúng, này quá xui xẻo. Không sao đâu, cái gì thứ hai có rồi hai đứa mình kia làm mấy bạn nha. Cái thứ hai là tụi mình cách kích giật giật. Tội này quá à. Yeah. Tự nhiên có trong danh sách lúc cửa không có. Bị gạch tên nữa. Để gì còn bị gạch tên. Rồi xong mấy bạn nhìn vô hiểu làm tưởng đâu Uni bị loại khỏi bạch nơ rồi chứ. Hôm qua Uni lên clip nói với mọi người xong là mấy bạn dân bạn comment quá trời, chị ơi chị bị gạch tên này kìa, chị ơi chị Uni không có, bạn chia buồn quá trời luôn, trong khi đó Uni có nè. Chị ơi, ok thì chắc là clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi nha. Thì mình cũng để giải thích cho mấy bạn là hiểu lý do tại sao mình lại có cuối cùng và Uni cũng không có rồi. Nên là mọi người cứ yên tâm đi nha. Thứ hai hoặc thứ ba là Uni sẽ có mày thôi, đúng không? Đúng. Ôi, đừng có buồn đó nha, thương mày, thương các anh rồi, thương. Anh này buồn quá nên là mọi người nhớ like và subscribe cho kênh của Junbi và like cho anh này đỡ buồn nha, cảm ơn mọi người. Ok, bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip tiếp theo.